cô vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng biên tròn sóc và các loại thứ lượng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được gọi mới để tránh việc dồn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Sao Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.